Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Gia Ba Làng Nhật. Các bác vừa nghe một bản nhạc của em Senko. Cái mẫu này thì nó hơi thiên hướng, cái nhạc của nó giống như kiểu nhạc khiêu vũ ấy ạ. Cái mang cái âm hưởng rất là to và hay. Em này ở bên Nhật giá xuất xưởng rất là cao. Về tạo hình em này thì rất là bắt mắt. Về thực tế nó dùng rồi nhưng mà gần như hàng lướt, mới đến 99%, không có một vết gì cả, cực kỳ mới. Khi mà tròn giờ thì đồng hồ sẽ đánh nhạc và mặt đồng hồ sẽ xoay, bộ phận lắc cái mặt này nó sẽ xoay ở bên trong này, nhạc công cũng chuyển động và đồng thời là cái bộ phận lắc xoay ở bên dưới nó cũng sẽ xoay. Cái bộ phận này thì liên tục xoay để cho đồng hồ nó đỡ bị nhàm hơn. Về phần trắng gương ở dưới thì nó kết hợp thêm cái màu xanh tông sệt tông cùng với những cái màu phần bên trên, làm chiếc đồng hồ thêm nổi bật hơn. Cái phần trắng gương em nhìn thấy rất là sáng. Những cái chiếc đồng hồ như vậy có cái phần trắng gương thì thường nó sẽ nổi bật hơn so với những em không có. Chiếc đồng hồ này thì có 18 bản nhạc, mình có thể thay đổi theo các nấc A, B, C tùy theo cái các bản nhạc mình thích. Ví dụ nghe chán A rồi thì mình có thể chuyển B, chuyển C, tùy theo cái sở thích của mỗi người. Cái màu trắng thì phù hợp với cái không gian hiện đại, mình trưng những cái màu trắng này nó sáng và cảm giác như là nó bắt mắt. Nhất là cái chiếc đồng hồ được gắn rất là nhiều, em này có 5 viên pha lê Schottky rất là lớn ở trước mặt và phần lắc xoay cũng được gắn. Nhà bác nào mà treo chỗ sáng mà có đèn chiếu vào thì rất là đẹp, bắt sáng. Mã của chiếc đồng hồ này là 746. Kích thước em đồng hồ này khá là to, 45 x 38. Em này như vậy là size khá là to rồi, thế nên là các bác trưng ở không gian nào phù hợp. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho mọi người một em đồng hồ Senko Nhật nội địa với 18 bản nhạc, thay đổi mỗi khi mà tròn giờ. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật hoặc là truy cập web hangjapan.vn, mã là 746 hoặc là web đồng hồ xưa.vn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.